Đây là một bài mock test, một bài mock Turing listening test. Chúng ta cùng nghe và các bạn cho thầy biết câu, gõ câu trả lời vào trong chat. Và đây chúng ta sẽ kiểm tra. Và cách thế này đi, thầy thường làm theo cách tương tác trực tiếp. Các bạn xung phong, bạn đầu tiên sẽ lên và cùng nghe và thực hành bài test đầu tiên. Các bạn xung phong được và co-host sẽ gọi giúp thầy. Bạn Albert muốn lên luôn à? Được rồi, ok. Nếu không có bạn khác nào thì Albert lên đi. Hello teacher, I'm great. Yeah, I'm glad to hear to learn from you. Thank you, thank you. Welcome to the class. Yeah. Now, đây là một bài test. This is a mock TOEIC listening test. This is the instruction. Can you read the instruction for me? The instruction, yeah. Is in each question, you will look at a photograph and then listen to four sentences. Choose the sentences. To the sentence that the bed describes the photograph. There are 17 questions in the test. Okay. Okay. Listen to the statement about its photo on the screen. Click on the letter of the best description of the photo. Okay. Yeah. So you clear what to do? Yeah, I'm clear. Rồi. Còn các bạn khác, the rest of the class, be prepared to listen well. And provide your answer in the chat. Okay, A, B, C, or D. Which one is the correct answer? Please type in the chat. Albert, you work directly with me now. Question one. The doctor is talking with the patient. Both people are standing up. The patient is younger than the doctor. The doctor is listening to the patient's heart. Okay. Answer. And my last answer is A. The doctor is talk to the patient. Okay. Answer A is A. Before I select the answer, I want to have a quick look in the chat box to see how everyone else has answered this. Okay. That's good. A seems all right. Đúng rồi. A. Yeah. It should be my final answer, EA. Thank you. Final answer. Ask your friend. Ask your friend. Yeah. So let's take this opportunity to do a bit of pronunciation work. Can you read for me A, B, C, D? Okay. The doctor is talking with the patient. Talking with, okay. B, both people are standing up. C, the patient is younger than the doctor. Good. D, the doctor is listening to the patient's heart. Listening. Listening. Good. Thanks, Albert. Next. Thank you so much. Rồi, nếu không bạn nào giơ tay thì câu hốc gọi ngẫu nhiên giúp thầy. Cách làm như vậy. Thầy khỏi phải biết qua màn hình của các học sinh. Câu hốc đó giúp thầy gọi ngẫu nhiên của bạn. Và cách bạn gọi đi. Dạ, mời bạn Vũ Thị Hạnh. Hello, teacher. Rồi, hello, Hạnh. Let's begin. Let's start. Question 2. The farmer is holding the door open. The farmer is holding the steering wheel. The farmer is driving the tractor. The farmer is getting in the tractor. Answer. My answer is A. A. Okay. So most people also answered A. That's a correct answer. Well done. And once again, just simple. You can read it for me. Yeah. So the farmer is holding the door open. Mm-hmm. The farmer is holding the steering wheel. Yes. The farmer is driving the tractor. The farmer is. Tractor. The farmer is getting in the tractor. Okay, tractor. Good. Tractor là? Tractor. Đọc là track giống như là mách, âm ách. Tractor. Đúng rồi. Chứ không phải là track, không phải là truck, mà là tractor, mách. Tractor. Tractor. Okay. Tractor là cái gì?
cái xe tractor. Cái xe xe sorry I... Ok cả lớp, ok bạn nhìn vào chat đã có hỗ trợ trong chat rồi. Máy cày. Yes. Rồi Albert hỏi steering wheel, tức là bạn trả lời cho nó là steering wheel là cái gì? Steering. Steering wheel là tay lái. Tay lái đúng rồi. Wheel là cái wheel là cái bánh xe, còn steering, steering động từ nghĩa là steer là mình hướng trong cái gì, trong cái gì đó di chuyển một hướng nào đó, đúng gọi là cái vô lăng. Và tiếng Pháp vô lăng tay lái. Cảm ơn bạn. Next. Thank you teacher. Alright. Thầy hỏi nhanh các bạn thấy cách học này như thế nào, nội dung này như thế nào, có hữu ích không? Mời bạn tiếp theo. Dạ, tiếp theo là em thầy. Rồi, ok. Next one. Question 3. The airport lounge is not busy. The young woman is talking to other passengers. The male passengers are reading books. Her hand baggage is on the floor. Bạn nghĩ sao? Có chịu không? Có chịu nghe lại không? Dạ, dạ cho em nghe lại câu A đi thầy. Em nó có một chút lỗi. Ừ, máy. Question 3. The airport lounge is not busy. The young woman is talking to other passengers. The male passengers are reading books. Her hand baggage is on the floor. Ủa thầy, em nghe xong em không thấy câu nào đúng á. Tại tại cái câu một á là nó không có busy. Nhưng mà em thấy nó cũng khá là busy. Tại em thấy cũng có 2-3 người ngồi xung quanh. Ok, ok. Còn còn câu B thì là người phụ nữ đang nói chuyện. Thì em không thấy là người phụ nữ này nói chuyện. Câu okay. C thì người ta kêu là the male passenger. Mà đây là female. Correct. Nên là thì... không phải là câu C. Còn câu D thì cái túi sách nằm ở dưới đất thì em lại không có biết, nên là em thấy còn em đang không có nghe được câu nào đúng. Rồi. Ở đây này, thứ nhất câu chúng ta đi ngược lại câu D. The baggage is on the floor, definitely wrong. The male passenger, definitely wrong. B was about the something which also oh, she's talking, the lady, the female passenger is talking, definitely wrong. So A is a possible answer, okay? A is a possible answer, and it is a correct answer because the airport lounge is not busy. Well, you can partially work out. Yeah, bạn có thể dựa vào đó bạn. Ít nhất bạn biết rằng B, C, D là definitely yeah, là yeah. Wrong. Cái A nó ít nhất là nó không sai, do đó nó là cái cần phải lựa chọn để chúng ta cùng xem. Bạn thấy ở đằng sau có một số ghế, cô này ngồi túi hai bên không có đông này, đằng sau có một ghế trống này, chúng ta không nhìn được hết đằng sau lưng cô này, thế nhưng cái thông tin này nó không sai, cho nên nó phải là lựa chọn cuối cùng. Đây các bạn hiểu cách làm chưa, là nó đỡ sai nhất đúng không thầy? Correct. It's the least wrong. Đã, mời bạn đọc. Yeah, the airport lounge is not busy. The young woman is talking to other passengers. Okay, the male âm gì đây? Âm gì ở đây? Yeah, all. Không phải âm all, âm a, other. A, other. Cái dấu, cái ký hiệu này, cái IPA này, cái máy nhà. Other. Other. Thầy hỏi other. Tiếp, củ hành nói nè. Onion. Âm gì? Âm đó luôn hả? Âm máy nhà, gọi là máy nhà. Yeah. Đúng rồi, onion. 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 Hỏi other. Tiếp. Cái lò nướng bánh là cái gì? Stove. Không phải cái lò nướng cơ. Chỗ mà mình nướng bánh, mình đút vào trong. You bake cake in an... Oven. Oven. Âm gì? Dạ, ớ luôn. Rồi, âm máy nhà, đúng không? Như vậy, oven, onion, other. Yeah. Other okay. Passengers. Okay. The male passengers are reading books. Okay. Her hand baggage is on the floor. Okay, pronunciation của bạn tốt. Next. Bạn gọi đi, thầy. Cô không gọi đi.
Dạ, mời bạn Khánh Yes, I know okay. Chair. All right, let's. Question four. The scientists are discussing an experiment. The technicians are sitting together. The people are in a laboratory. The people are using safety equipment. Mensa is C. All right. Okay, how many more answers C in the chat? Yeah, that's the right one. Agreed. The scientists are discussing an experiment. Okay, hold on. Discussing. Okay. Discussing. An experiment. Good. Two. The technician. Technician are sitting together. See, the pupil are in the laboratory. 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 Yeah. People. People. Trong này không hề có chữ u nào cả. Không hề có chữ u cho nên là không thể là pew được. Phải là con y kéo dài. People. Lại câu C. Làm gì? The people are in the laboratory. 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 Ok, that's good. Laboratory. Chú ý âm đầu tiên là âm gì? Âm đầu tiên âm gì? Âm ơ, đúng rồi, âm yếu. Thế thôi, âm này là âm gì? Chữ thầy chỉ. Âm ơ tiếp. Âm này là âm gì? Ờ. Không nhất thiết phải là âm o. Không nhất thiết. Nó có thể là âm ơ cũng được vì nó yếu mà. Nó xa tít. Càng xa trọng âm thì âm càng yếu. Càng xa trọng âm thì là âm. Laboratory. Laboratory. Good. That is good. Laboratory. Tiếp tục. The. Đọc cho thầy chữ thư viện. Chữ thư viện nào. Library. Okay. Library. Okay. D. The people are using safety equipment. Okay, safety equipment. Good. Next. Check the electric. Okay. Let's see at them. You on? You ready? Yes. Question five. The cranes are below the container ship. The container ship is in port. The container ship is at sea. The containers are on trucks. I think I. Nghe lại vì băng nó hơi bị giật một chút, chúng ta nghe lại. Question five. The cranes are below the container ship. The container ship is in port. The container ship is at sea. At sea. The containers are on trucks. Các bạn. Sea. Sea à? Sea. Các bạn đừng làm đi. Chúng ta xem script. Các bạn đọc. Bạn đọc đi. The cranes are below the container ship. The container ship is in port. Okay, wait. Hold on. Chữ này trọng âm nằm ở đâu? Container. Đúng rồi, trọng âm nằm ở đâu cho tôi biết vị trí số mấy, 1, 2 hay 3? 2. Trọng âm 2. Thế âm đầu khỏe hay yếu? Âm đầu khỏe. Âm đầu khỏe à? Trọng âm thì nó mới khỏe thôi, còn lại nó phải yếu chứ. Đúng không? Trọng âm nằm ở trên, đúng không ạ? Thầy đang dạy bạn phân tích và để lý thuyết về bắt đầu. Thầy hỏi lại, trong cái chữ này thì trọng âm nằm ở âm thứ hai, đúng rồi. Thêm, đúng. Thầy hỏi tiếp câu thứ hai, như vậy. Những cái chỗ khác trong từ này trọng âm khỏe hay yếu? À quên, thì là âm khỏe hay yếu? Yếu. À, yếu. Yếu thì sẽ là âm gì? Con hay là cơn? Âm o hay âm ơ? Con. Âm ơ, yếu mà. Âm yếu, âm ơ là âm yếu. Ví dụ cái âm o nó có dạng nguyên thể là o. Ví dụ như contract. Okay, hoặc là
contact. Đó là âm nguyên nguyên của nó và nó đầy đủ âm o. Nhưng khi nó không mang trọng âm, nó là âm yếu. Nó là ơ, như vậy. Container. Container. Bạn còn đấy không? Đó. Container. Rồi. Thế đó. Container nhớ đọc như vậy. Không đọc là container nhé. Vì như vậy là bạn không đảm bảo cái trọng, cái âm yếu của nó rồi. Tiếp tục. Container ship is import. Number C. The container ship is at C. D. Container or on truck. Rồi. Và kết quả câu trả lời sẽ là vì những cái kia nó không đúng, không chính xác, vậy thôi. Cái Albert hỏi cranes là cái gì, bạn nghĩ xem trong bức ảnh này thì nó có cái cranes là cái này, ba cái này, cái là three cranes in the photo, được chưa? Thế thôi, cần cầu. Right, next. Allison. Có thể hỏi nhanh tại thời điểm này nha các bạn, có vào chat thì thầy biết này, thì thường là thầy sẽ survey liên tục biết là mình đang đi đúng không. Năm câu đầu tiên ấy các bạn thấy nó vừa sức hay là quá dễ hay là quá khó, đơn giản vừa thì là số 2 mà quá khó thì là số 3, quá dễ là số 1. Nếu số 2 thì là tốt thì chúng ta tiếp tục, nếu là vừa sức thì chúng ta đi tiếp. Rồi. Còn nếu quá dễ và quá khó thì thầy sẽ điều chỉnh. Alison, you here? Host gọi, câu host gọi khác như vậy. Minh Quân với xem, Minh Quân lên đi, giờ được 40 bạn rồi. Yes, hello teacher. Okay, let's go. Question 6. The mechanic is beside the automobile. The mechanic is looking at the engine. He is working on the car in the street. The mechanic is checking the computer data. Answer. B. Answer B à? Các trong chat mọi người trả lời đúng là D. B. Để chúng ta tìm hiểu tại sao. Đọc script được không? The mechanic is beside the automobile. Ok, chú ý. Trọng âm ở đâu? Automobile. Nếu trọng âm nằm ở đâu rồi ấy, thì cái phần cuối này automobile. Nó ít khi nó là cái âm I. Âm I là một âm dài, đúng không? Âm dài thì nó phải tốn công nó mới thành một cái âm dài. Sau đó khi ở cuối câu ấy, thường không phải là âm I đâu, nó là đi automobile. 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 Đúng. Thậm chí cái chữ ở đấy bình thường ấy, bình thường chỗ này thì sẽ đọc là mobile. Mobile. Nhưng trong cái cụm này ấy, thì đoạn cuối nó yếu rồi. Trọng âm nằm ở đầu o. Như vậy tất cả những chỗ còn lại nó đều yếu yếu, nó có xu hướng là âm yếu. Xu hướng âm yếu như vậy sẽ là automobile. 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 Question 6. The mechanic is beside the automobile. Đúng không? The mechanic is looking at the engine. He is working on the car in the street. The mechanic is checking the computer data. Bạn đọc lại câu A nào. Mechanic. The mechanic is beside the automobile. Automobile. Bình tĩnh. Âm này không đọc là au. Mặt chữ là au nhưng mà nó là từ tiếng Pháp. Đọc là o. Giống như nước Úc. Đọc là o. Australia. Chứ không phải là Australia. Nhé. Yes. Chữ, đọc cho thầy biết chữ bởi vì đọc thế nào. Because. Âm gì? Âm O hay âm O? Âm O, because. Thế thôi, thì đây phải là âm O chứ. Automobile. 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 Đúng, O như là gà gáy. Automobile. Automobile. Good. Beside, đừng thiếu âm D. Beside. Beside. Good. B. The mechanic is looking at the engine. Được. Trong chữ, bạn đọc lại chữ này thì nghe. Mechanic. Đúng không? Và nãy bạn có một âm S nó phát ra. The mechanic is looking at the engine. Thì không phải mà nó. Ok, tiếp C.
He is working on the car in the street. Good. The mechanic is checking the computer data. Data. The mechanic is checking the computer data. Okay. Sao thầy biết chữ này đọc trong âm ở đâu? Chữ máy tính trong âm nằm đâu? Computer. Thầy hiểu trong âm. Pew. Như vậy âm đầu này khỏe hay yếu? Yếu. Yếu. Yếu là âm gì? Âm ơi, bạn đọc lại nào. Computer. Đó. Đáp án đây là D đúng không? Thì checking the computer data. Chứ không phải là looking at the engine, thì looking at the computer. Nếu mà chú này nằm ở dưới gầm xe, if he's under the car, then you can say he's looking at the engine. But he's here. Được chưa? Đồng ý không? D. Yes. All right. Tại sao không choose A? A, he's beside the automobile. Đây là in front hay là beside? Beside là phải ở bên cạnh. Cái này ở in front, và đó không phải là A. Rồi. Next. Nguyễn Phùng hay Nguyên Phùng gì đó? Yes, teacher, I'm here. Rồi, các bạn nào đã xong thì tắt tiếng mute dùm thầy. Ok, lại bạn Nguyên Phùng đi. Yes, teacher. Question 7. The supermarket is busy today. There are... Các bạn có thể mute tiếng được khi nào để chúng ta nghe xong rồi bạn bật lên và trả lời. Có phải nguồn tiếng, có phải ở chỗ bạn. Background noise, có phải từ chỗ bạn Nguyễn Phùng không? Ok, bây giờ chúng ta cứ trật tự để nghe. Nghe xong thì bạn cùng bật mic lên và trả lời. Chúng ta nghe lại nha. There are a lot of boxes to move. There are a lot of boxes to move. The man is wearing a purple jacket. The man is carrying a box. D, the man is carrying a box. Yes. Yes. Correct. Bạn đọc nhanh. Đây. Yes, the supermarket is busy today. Lại đọc chuyện này lại. Sư thị đọc này. Supermarket. Âm đầu tiên này là âm gì? Âm gì? Âm U giống như là I and U. Siêu. Supermarket. Giống như siêu black ấy. Biết cô siêu black không? Supermarket. The supermarket is busy today. Supermarket. 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 It's busy today. B. There are a lot of boxes to move. Okay, giờ bạn lớn năm đi. There are a lot of boxes to move. Nên là cái này, there are a lot of boxes to move. Okay, see. The man is wearing a purple jacket. Okay. B. The man is carrying a box. Right, good. Next. Yes, thanks. Joseph. Joseph? Yeah. No, question 8. The man is in a cardboard factory. The worker is opening a box. The man is arranging goods in a warehouse. The boxes are in a shop. Tôi cần nghe lại thôi, để nó kiếm thôi. Mẫu A. Mẫu A, không phải của A. Để bây giờ thầy cho bạn nghe, bạn đọc script và bạn chọn. Bây giờ chúng ta, bạn nghe. Question 8. The man is in a cardboard factory. The worker is opening a box. The man is arranging goods in a warehouse. The boxes are in a shop. Ok, bạn chọn câu gì? Bạn muốn chọn lại à? Câu C. Đúng rồi, C. C. Để bạn đọc. Bạn đọc đi. Đọc, bạn đọc đi. Đây. The man is in the cardboard factory. Cardboard. The man is in a... Is in a, bạn lấy năm cái này. The man is in a cardboard factory. The man is in the cardboard factory. Board.
Board. Board. Bạn đọc đi. Port. Okay, please. B. The worker is opening a box. Đọc lại chữ này này, cái hộp bạn đọc thế nào? Box. Box. B-O-C-S. Box. Box. Đúng rồi. Bạn nhớ rằng bạn nhìn trong chat. Hai chữ này là khác nhau. Nhìn trong chat nha. Đọc cho thầy chữ đầu tiên. Ông chủ đọc thế nào? Bạn nhìn trong chat. Chữ ông chủ đọc thế nào? Thầy nhắn lại đi thầy. Trong, ở trong chat ấy, thầy có chữ. Có một cặp chữ. Thầy muốn bạn đọc cái cặp chữ này. Chữ đầu tiên. Box. Rồi, chữ thứ hai. Box. Ok. Chữ thứ hai nhớ là bờ ọc sẽ đọc nhận. Box. Bạn đọc được box. Bạn đọc được này. Box. Okay. Âm o này không cần kéo dài như bạn được. Âm o bình thường thôi. Cái trường độ của bạn. Box. 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 Âm o ngắn thôi. Box. Box. The worker is opening a box. The worker. The man is arranging goods in the warehouse. Warehouse. The boxes. In the shop. Và chữ ở đây là âm ơ chứ. Chữ ơ chứ không phải chữ giờ đâu. In the shop. The boxes are in a shop. The boxes. Chữ chữ này bạn vẫn thiếu âm ca rồi. Box. Giống như là đàn. Bạn như bán organ ấy. Nhưng Việt có cái đàn organ. Đó là âm o. Đây sẽ là box. Box. Okay, the boxes are in the shop. Và tạm say the man đang arranging, đang sắp xếp các cái thứ ở trong kho. Cardboard, maybe what? Không phải A thì câu A nói gì? Nói là người đang ở trong một cái nhà máy. Cardboard, khác thì là cái nhà máy sản xuất. Đây là nhà máy hay là nhà kho? Nhà máy khác nhà kho không? Albert. Nhà kho để chứa đồ, còn nhà máy là để sản xuất ra đồ. Và máy nó sẽ có máy móc để sản xuất ra đồ. Ở đây chẳng có gì sản xuất ra cái gì cả. Đơn giản là chỉ là chỗ chứa đồ. Cảm ơn bạn Nguyễn Phùng. Tiếp theo đi. Thế rồi, bây giờ là 4:35, chúng mình đổi vị một chút. Sau 7 câu như vậy thì đó, thì cái nguồn này thì các bạn có thể để thầy gõ cái site này luôn. Các bạn. Rồi tự làm thêm để luyện nhé. Cứ làm nhiều test là nó sẽ khỏe. Đó, trong chat các bạn có thể copy lại cái website này examenglish.com và có các bài test ở đó. Ngoài ra thì nó có listening and reading. Thì nghĩa là những cái dạng những cái website mà nó chạy ad thôi, nó chạy quảng cáo, còn đâu thì nó có nhiều nội dung free để xài. Listening, làm nhiều là khỏe thôi nhé. Thì chúng ta đổi vị một chút. Đổi trước. I need to get a sip of water. Đấy. Rồi chúng mình chuyển sang một cái trang khác, ở trang
hello.org. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tập như sau. Chủ đề là What are the advantages of being bilingual? Tôi đang nghĩ cách làm. Chờ một chút. Never mind, I don't have it yet, so let's do it the conventional way. Now, các bạn gõ vào chat đi, sau chủ đề là The advantages of being bilingual. Bilingual là gì? Các bạn gõ vào chat. What is bilingual? Rồi, song ngữ. Lingua là chữ Latin là lingua là ngôn ngữ, bi là true. Cho nên đây là song ngữ, hai ngôn ngữ. Cho thầy biết những từ nào khác có cái chữ bi ở đầu là về nghĩa là hai. Kiểm tra gốc từ vựng của các bạn. Binary code, bạn có chơi coin không vậy, hay là bạn có làm lập trình binary? Bilateral, ok, từ rất là advanced. Bilateral, song phương, này đây. Bisexual, good. Yeah, scientific word. Nhưng không, biology lại không phải. Biology nó thuộc về gốc khác. Gốc bio là về sinh học. Cũng không liên quan đến số 2 cả. Có một cái gì nữa nhỉ? Còn cái gì bi nữa? Thế đang dùng cái gì đây? Đang dùng cái gì? Cái gì ạ? Bạn nào biết không? Không phải bifocus. Binocular. Binocular, ống nhòm. Hai cái ống nhòm. Binocular. Đúng rồi, binoculars. Good. Còn nữa, một cái nữa rất quan, một đồ vật rất quan trọng, rất quen thuộc của chúng ta. A means of transport. So what? Beginning with by, ending in to. Đúng rồi, bicycle. Yeah. Phát âm nhờ chính xác nhé. Bicycle. Bicycle. Đó, đâu. Giờ thì đây bilingual. Có chú này chú sẽ nói về cái chủ đề là the advantages of being bilingual. Now I want you to brainstorm. Each of you give me three words. Summarize three advantages of being bilingual. Okay, words or short phrases. Prefer short words or short phrases. If you want to write a sentence, that's fine. But we just want a quick brainstorm to warm you up before this we explore this topic. Okay. So off you go. Tell me, when I say being bilingual, what are the words that come to your mind? We're gonna have more materials. Okay, trong lúc các bạn khác đang suy nghĩ và chuẩn bị, thầy sẽ hỏi cho bạn Albert. Albert bật hình, thầy hỏi cho này. Dùng chữ materials ở đây nghĩa là gì? Ý bạn ở đây là cái gì? Teacher. Dạ ý em là ở đấy là. Dạ ở đây em ý em là tài liệu thế này. Nếu bạn dùng chữ have có tài liệu. Nhưng liên quan gì đến cái chuyện nói được hai thứ tiếng đâu? So when we have khi mà mình nói thêm một cái ngôn ngữ nữa thì mình có thể tìm thêm tài liệu của ngôn ngữ đó thế kia. Đúng rồi. Nhưng bạn dùng chữ bạn dùng chữ have ở đây khiến cho người đọc người ta không hiểu là cái ý gì. Cái chữ have nó có nghĩa là sở hữu, là có. So nếu mà như vậy thì em chuyển qua dùng chữ search được không thấy? Cũng được. Nó ý nó hơi bắt cầu một chút về mặt ý. Bởi vì thực ra là bạn có khả năng tìm kiếm material bằng một cái ngôn ngữ khác, nó mở rộng hơn cái khả năng nghiên cứu của mình chẳng hạn. Okay, you can read materials in other languages. Rồi, what else? Vậy theo thầy thì dùng chữ material thì mình sẽ dùng cái verb nào để nó thẳng tới material luôn thế? Nó khỏi bắt câu. Cái quan trọng ở đây, the important thing is, I think you should say materials in another language. Okay. That's the main thing. Sau đó bạn muốn dùng cái gì? Với cái materials đấy thì là việc của bạn. You can understand, you can read, you can search for materials in other languages. Thank you so much. Đó là cái quan trọng nhé, materials in other languages.
What else? Understanding, okay, understanding relationship, chance, opportunity, chance có nghĩa là cơ hội, nhưng mà nó đôi khi nó còn có cái tính chất cơ hội theo như kiểu chance, by chance, tình cờ ấy, có cái tính tình cờ. The traveling, work culture, travel literature, đúng, reading. What else? Improve communication skill, high demand in workplace, đúng rồi, good for career. Learn about another culture to assimilate. Bạn Rose nhé, bật hình cho thầy hỏi bạn ý bạn ở đây là gì? Cái chữ này với ý gì? Rose nhé. Hi teacher, hi everyone. Hi. Yeah, I what do you want to say? Yeah, in my opinion, I think if I have bilingual, I can traveling everywhere in the world. Good. Okay. You want to assimilate? You use assimilate meaning? Tiếng Việt là gì? Là hội nhập đó thầy. À, hội nhập. Hội nhập à? Bạn dùng chữ chính trị à? I can learn about cultural countryside. And if I want to work nói chung là được đi ra ngoài thế giới đó thầy, ý là bạn travel the world, đơn giản vậy thôi. Yeah. Bạn cứ dùng mình khuyến khích các bạn là dùng ngôn ngữ một cách use simple words well. Mình nghĩ cái hướng đi đấy sẽ giúp cho các bạn diễn đạt ý được tốt. Và thích ngôn chữ assimilate. Chữ assimilate là bắt nguồn từ chữ similar. Và similar là tương đồng, là giống nhau. Và cái chữ assimilate nó biến thành một động từ là chữ đồng hóa. Khi mà phương Bắc xuống thâu tóm phương Nam ấy, Việt Nam ấy, và họ assimilate chúng ta, họ đồng hóa chúng ta. Nên chữ assimilate là có cái ý đó. Cho nên mình bảo bạn dùng chữ đó nó chưa đúng ý là vì vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe xem cái anh này anh nói gì. Let's hear what he has to say. And các bạn take note xem là anh ấy nói những ý gì về chuyện advantages of being bilingual. Sau đó mình sẽ discuss nhanh và các bạn cho ý kiến của mình. Ok, chúng ta cùng nghe. Hi, my name is Ulysses and I'm from Costa Rica. My question is, what are the advantages of being bilingual? In 2020, being bilingual is a necessity for anyone who wants to work in the field of technology and even for socializing with people in other countries. English has become the unofficial global language in a way, because most of the world speaks English, even if they are from India, Europe, even Asia and South America. A second language, if your mother language is English, is also important because it will help you understand different cultures and it will get you in contact with different parts of the world where they speak languages like Chinese, Indian, or Portuguese, which is what they speak in Brazil. It's very interesting to learn different languages, and it's a way to know their cultures better also. Rồi, anh này anh nói 6 ý. Các bạn có thể tóm tắt cho thầy xem là anh nói những cái ý gì. Không cần phải đủ 6, được khoảng 3-4 cái là được rồi. And you can listen one more time because I'm in a minute. So let's have another listen. Hi, my name is Ulysses and I'm from Costa Rica. My question is, what are the advantages of being bilingual? In 2020, being bilingual is a necessity for anyone who wants to work in the field of technology and even for socializing with people in other countries. English has become the unofficial global language in a way, because most of the world speaks English, even if they are from India, Europe, even Asia and South America.
A second language, if your mother language is English, is also important because it will help you understand different cultures and it will get you in contact with different parts of the world where they speak languages like Chinese, Indian, or Portuguese, which is what they speak in Brazil. It's very interesting to learn different languages and it's a way to know their cultures better also. Thôi, chúng ta sẽ các bạn tổng chúng được cái ý chính gì của anh này. English official language. Understand different culture, correct? But as in the beginning he talks about what? English is needed, okay? Socializing with people, socializing with people in other country. Ah, yes, advantage in technology. If you work in technology, it's important to know English. It's useful for work, to know other culture better. So do you think you can write a short paragraph as homework talking about from your point of view? What are the advantages of being bilingual? Can you do that? Okay, so if you can do so, share it in the Facebook link to this particular lesson, all right? We may need to edit a bit the part in between when there was an intruder, someone who caused mischief. You might need to edit it out, but otherwise, you are more than welcome to share your thought, especially if you can speak like the guy. Get on, practice, do meditate, okay, write out your script and read, you know, give us a good script of your monologue in the part about talking about the advantages of speaking English well. Okay, so with that, I think I can close the lesson now because we have German at 5 o'clock and I would like to learn with teacher Thu Giang from Germany as well. So if you learn German, I see you there.